Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Giám đốc Công an Nghệ An cần chấn hưng đạo đức giới trẻ. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An nói bên hành lang Quốc hội sáng ngày 14 tháng 11 rằng cần có một cuộc cách mạng chấn hưng về đạo đức, giáo dục, về các hàng giá trị chân chính của xã hội và các cơ quan truyền thông cần lên tiếng định hướng cho giới trẻ. Tuyên bố của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được truyền thông trong nước loan đi cùng ngày liên quan đến việc một số bạn trẻ ở Việt Nam hâm mộ nhân vật Khá Bảnh. Một thanh niên ở Bắc Ninh vừa bị tuyên án 10 năm 6 tháng tù hôm 13 tháng 11 vì hai tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu nhận định Khá Bảnh là một thần tượng của giới trẻ hiện nay, nhưng thần tượng này không chuẩn. Ông Cầu khẳng định trong suy nghĩ của lớp trẻ bây giờ, những hàng giá trị đã thay đổi. Giám đốc Công an Nghệ An so sánh việc nhiều người trẻ ngồi chờ bên tòa án Bắc Ninh hôm 13 tháng 11 để được gặp Khá Bảnh giống như một trào lưu. Thiếu tướng Công an nhận xét trào lưu này xuất phát từ nhận thức lệch lạc và có thể sẽ không tồn tại lâu. Giải thích về nguyên nhân hiện tượng Khá Bảnh, Giám đốc Công an Nghệ An cho rằng một phần vì giới trẻ tiếp xúc với mạng xã hội công nghệ quá sớm, trong khi họ chưa đủ trình độ, trí thức cao để chắt lọc, phân biệt thông tin tốt, xấu. Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An cũng cho rằng có thể giới trẻ thấy Khá Bảnh có nhiều người hâm mộ nên theo trào lưu mà chưa phân biệt được đúng sai. Báo trong nước nói ông Cầu tin tưởng chỉ cần một thời gian ngắn giáo dục, giới trẻ sẽ nhận ra được tiêu chuẩn sai này. Khá Bảnh tên thật là Ngô Bá Khá, 26 tuổi, ở xã Từ Sơn, Bắc Ninh, là một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội với những đoạn video thu hút rất đông người theo dõi mà truyền thông trong nước nhận định nội dung video là tục tĩu giang hồ. Khá Bảnh bị bắt hôm 1 tháng 4 2019 sau khi đoạn clip chiếu cảnh người này tự đập và đốt xe máy được lan truyền mạnh và hứng chịu nhiều chỉ trích. Báo trong nước gọi Khá Bảnh là giang hồ mạng và bày tỏ lo ngại khi có nhiều em ở độ tuổi học sinh hâm mộ nhân vật này. Sáng 13 tháng 11, Khá Bảnh, một nhân vật được nhiều người biết đến trên mạng xã hội YouTube, Facebook với những đoạn video về giang hồ kiểu nhảy múa quạt, vừa bị Tòa án Nhân dân thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh tuyên phạt tổng cộng 10 năm 6 tháng tù giam về hai tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời tịch thu gần 5 tỷ Việt Nam đồng. Theo cáo trạng, Khá Bảnh tên thật là Ngô Bá Khá, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề. Chỉ trong vòng có 44 ngày, Khá Bảnh và người chơi đã giao dịch số tiền 5 tỷ đồng, qua đó Khá Bảnh thu lời gần 300 triệu đồng. Năm bị cáo khác trong cùng vụ án bị tuyên các bản án từ 12 tháng tù đến 8 năm 6 tháng tù giam. Khá Bảnh bị bắt hôm 1 tháng 4 năm 2019 sau khi đoạn clip người này đập phá và đốt xe máy lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và hứng chịu nhiều chỉ trích. Báo chí Việt Nam gọi những người như Khá Bảnh là giang hồ mạng và bày tỏ quan ngại khi có nhiều em trong độ tuổi học sinh hâm mộ nhân vật này. Ngoài Khá Bảnh, các giang hồ mạng như Quang Rambo, Huấn Hoa Hồng đều bị công an bắt hoặc bị đưa đi cai nghiện bắt buộc sau khi trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. Quân đoàn 1 phô diễn sức mạnh ở trường bắn quốc gia. Cuộc diễn tập nhằm đánh giá trình độ năng lực chỉ huy, tham mưu tác chiến của người chỉ huy và cơ quan trong tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu có bắn đạn thật cho chiến sĩ nhập ngũ năm 2018 của đơn vị này. Đề mục của cuộc diễn tập là trung đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật, tiến công địch đổ bộ đường không ở địa hình rừng núi. Quá trình diễn tập, chỉ huy và cơ quan đã nắm chắc các nội dung công tác tham mưu tác chiến, phương pháp, tác phong chỉ huy cụ thể rõ ràng, thực hiện đúng thứ tự của các bước. Trong phần thực binh,
cùng với các lực lượng phòng không, pháo binh, tăng thiết giáp, bộ binh, các đơn vị thuộc quân đoàn 1 đã đánh bại hướng tiến công chủ yếu của địch ở một số khu vực điểm cao. Nội dung cuộc diễn tập phù hợp với tình hình thực tiễn, sát với đối tượng tác chiến, phát huy được tinh thần của cán bộ chiến sĩ trong khung tập cũng như trong thực binh, xử lý các tình huống đặt ra, từ đó nâng cao khả năng hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng quân binh chủng trong thực hành bắn đạn thật. Dự và chỉ đạo đạo diễn và diễn tập, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh giá cao nỗ lực, kết quả của các đơn vị trong cuộc diễn tập, đồng thời yêu cầu các đơn vị quân đoàn 1 tổ chức rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn thiện phương án tác chiến nhằm nâng cao trình độ khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng quân binh chủng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ tiệm vàng bị cướp ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, kẻ cướp bắn tôi 2 phát, may mà không trúng. Ông T, chủ tiệm vàng trên đường Trần Văn Mười, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, kể lại giây phút đối mặt với kẻ cướp chĩa súng về mình và bắn 2 phát, nhưng ông may mắn không bị trúng đạn. Liên quan vụ nổ cướp tiệm vàng táo tợn ở huyện Hóc Môn tối ngày 15 tháng 11, ông T, chủ tiệm vàng Thông Phương trên đường Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, bàng hoàng kể lại với báo Tuổi Trẻ Online giây phút đối mặt với 2 tên cướp có trang bị vũ khí là súng. Hai đối tượng vừa dừng xe thì xông vào, một tên móc súng ra, chĩa súng và bắn 2 phát về phía tôi, tên còn lại đập bể tủ kính và lấy vàng đi. Ông Tê cho biết chỉ sau vài chục giây gây án, hai đối tượng đã mau chóng tẩu thoát. Thấy kẻ cướp cầm súng, tôi sợ lắm, may mà lúc đó tôi núp kịp, không thì bị trúng đạn rồi, ông Tê nói. Theo chủ tiệm vàng, số vàng bị kẻ cướp lấy đi ước tính khoảng 7 đến 8 cây vàng. Chủ tiệm vàng cũng thừa nhận do nghĩ tiệm mình nhỏ nên không thuê bảo vệ. Giờ để ra sự việc xảy đáng tiếc xảy ra, tiệm vàng lớn có thuê bảo vệ nên sẽ nghiêm ngặt hơn. Trước đó, Tuổi Trẻ Online đã đưa tin chiều 15 tháng 11, Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét vụ cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng Thông Phương trên đường Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan chức năng đã ghi nhận lời khai của những người liên quan, trích xuất camera tại tiệm vàng để phục vụ công tác điều tra truy xét hai đối tượng gây án. Theo hình ảnh từ camera, khoảng 15 giờ 20 cùng ngày, hai đối tượng mặc áo khoác, đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng trên. Một đối tượng cầm vật giống súng chĩa về phía chủ tiệm vàng và sau đó phát ra 2 tiếng nổ. Đối tượng còn lại đập bể tủ kính để lấy vàng, sau đó cả hai nhanh chóng lên xe để tẩu thoát. Bắt giữ nhóm người Mông Cổ cướp giật ở thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 lập hồ sơ chuyển Công an thành phố tiếp tục điều tra xử lý nhóm người Mông Cổ cướp giật ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 15 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin về việc bắt giữ nhóm người Mông Cổ chuyên hành nghề cướp giật ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, chiều ngày 10 tháng 11, tổ công tác của Công an quận 1 khi tuần tra kiểm soát đến giao lộ Lý Tự Trọng, Butter, phường Bến Thành, quận 1, phát hiện 4 đối tượng gồm Dori Coron, 20 tuổi, Clava Rusa, 34 tuổi, Genjong, 22 tuổi và Azos, 32 tuổi cùng quốc tịch Mông Cổ có biểu hiện nghi vấn nên bí mật theo dõi. Khi đến trước số 69 Lý Tự Trọng, Dirokhopron mở khóa túi chéo của ông Shinja Fukuda, 44 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, lấy trộm điện thoại di động hiệu iPhone. Các đối tượng còn lại đứng xung quanh làm nhiệm vụ cảnh giới. Lúc này, tổ công tác của Công an quận 1 nhanh chóng ập tới bắt quả tang, khống chế Dokhoron cùng với các đối tượng cảnh giới.
Tiếp đó, trưa ngày 12 tháng 11, ông Nishihara Yusudo, 49 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, trình báo Ban Quản lý Hội trường Thống nhất về việc bị mất chiếc ví trong ba lô đeo chéo phía sau lưng khi tham quan Hội trường Thống nhất. Qua trích xuất camera, Ban Quản lý Hội trường Thống nhất phát hiện Seri Tebat, 30 tuổi, và Teset Rema, 29 tuổi, cùng quốc tịch Mông Cổ, nghi vấn trộm cắp chiếc ví của ông Yasudo nên yêu cầu lực lượng bảo vệ trạm giữ hai người trên, sau đó bàn giao cho công an phường Bến Thành. Vì đây là vụ việc có yếu tố liên quan đến người nước ngoài nên cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 lập hồ sơ chuyển lên công an thành phố tiếp tục điều tra xử lý nhóm đối tượng trên theo quy định của pháp luật. Nhiều thanh niên ở miền Tây mắc bẫy tuyển phi công trẻ. Lộc lên mạng xã hội đăng tin tuyển trai trẻ phục vụ tình dục cho các quý bà lớn tuổi, sau đó lừa họ đến nhà nghỉ để chiếm đoạt tài sản. Công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ vừa kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm soát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố Nguyễn Xuân Lộc, 24 tuổi, ngụ quận 8, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân. Theo kết quả điều tra, chiều ngày 9 tháng 7, Lộc nhắn tin cho ba thanh niên quê ở các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng và Cà Mau hẹn đến nhà nghỉ ở quận Cái Răng để phục vụ tình dục cho các quý bà lớn tuổi. Khi đến nhà nghỉ, ba người vào nhận phòng như đã đặt trước, sau đó Lộc đến gõ cửa từng phòng và tự nhận mình là nhân viên nhà nghỉ, yêu cầu ba khách không để thiết bị ghi âm, ghi hình ở trong phòng. Lộc thuyết phục các thanh niên này đưa điện thoại cho mình, hứa rằng sau khi phục vụ các quý bà xong sẽ trả lại. Sau khi lấy tài sản, Lộc xuống quầy lễ tân định tẩu thoát, thì quản lý nghi ngờ nên báo cảnh sát bắt giữ. Tại trụ sở cảnh sát, Lộc thừa nhận trước đó đăng tin trong các nhóm kín trên mạng xã hội tuyển người phục vụ nhu cầu tình dục cho các phụ nữ lớn tuổi và hứa hẹn sẽ có tiền tip hậu hĩnh. Nhiều người tưởng thật nhắn tin cho Lộc, đồng ý tham gia, Lộc yêu cầu họ đến nhà nghỉ lấy phòng, sau đó anh giả làm nhân viên khách sạn yêu cầu đưa điện thoại với lý do tế nhị rồi chiếm đoạt luôn. Theo công an, ngoài 3 nạn nhân nêu trên, hồi tháng 6 và 7, Lộc gây ra 5 vụ lừa đảo khác chiếm đoạt tài sản của 7 thanh niên với thủ đoạn tương tự như vừa rồi. Sau quần đảo Trường Sa thuộc về Trung Quốc thì tiếp sau sẽ là gì? Ngày 8 tháng 11 năm 2019, Bắc Kinh đã tiến thêm một bước gây hấn khi người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Cảnh Sảng tái khẳng định quần đảo Trường Sa thuộc về Trung Quốc. Trước đó, ngày 18 tháng 9, cũng là Cảnh Sảng đã tung ra một tuyên bố chưa từng có khẳng định bãi Tư Chính thuộc chủ quyền của Trung Quốc và yêu cầu Việt Nam phải ngừng mọi hoạt động khai thác dầu khí ở nơi này. Đã có thể nhìn ra rất rõ ý đồ của Trung Quốc trong chiến dịch mang tên Hải Dương 8 từ đầu tháng 7 năm 2019 đến nay, biến vùng lãnh hải và đặc quyền kinh tế của Việt Nam thành vùng tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, để sau đó từng bước tuyên bố không chỉ bãi Tư Chính mà cả quần đảo Trường Sa thuộc về chủ quyền của Trung Quốc. Nếu mất Trường Sa, Việt Nam sẽ mất nốt một cứ điểm quan trọng ở Biển Đông sau khi quần đảo Hoàng Sa rơi vào tay Trung Quốc vào năm 1974. Dấu hỏi lớn tiếp liền nếu Trung Quốc tiến thêm một bước là hạ giàn khoan Hải Dương Thạch Du 982 trong khu vực bãi Tư Chính hoặc nằm ngoài khu vực này nhưng sát với một lô dầu khí màu mỡ nào đó của Việt Nam đang khai thác, liệu các lực lượng được xem là chức năng và có trách nhiệm của Việt Nam có dám phản ứng? Nếu phản ứng thì điều gì sẽ xảy ra? Từ cuối tháng 9 năm 2019, Trung Quốc đã điều giàn khoan Hải Dương Thạch Du 982 vào Biển Đông, động thái nhái lại hình ảnh của giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 vào năm 2014 như một cái tát vào bộ mặt chính trị của giới công quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với Hải Dương 982 là sự hiện diện của tàu Cẩu Lam Kinh, một trong những tàu cẩu lớn nhất của Trung Quốc hiện nay ở Biển Đông. Như vậy, Trung Quốc đã tổ chức khá đầy đủ những cơ phận
trong cỗ máy xay nghiền sẵn sàng vận hành của nó, tàu cẩu giàn khoan và các tàu bảo vệ. Kịch bản ngày càng lộ rõ là Việt Nam khó có thể thoát nguy cơ một cuộc tấn công quân sự, dù có thể chỉ là cấp độ lữ đoàn từ phía Trung Quốc. Chiến dịch tấn công này nếu xảy ra chắc chắn sẽ diễn ra trên biển và rất gần về mặt kinh tế và vĩ tuyến với những mỏ dầu mà Việt Nam đang dự định khai thác nhưng nằm trong đường lưỡi bò mới được Trung Quốc vẽ bổ sung. Bước đầu, Trung Quốc có thể tấn công các tàu hải cảnh của Việt Nam đang bảo vệ bãi tự chính. Sau đó, cuộc chiến sẽ leo thang với sự đụng độ giữa các tàu chiến của hai bên. Sau đó, Trung Quốc có thể tấn công quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tuy nhiên, xét về năng lực hải quân thì cho dù có điều động toàn bộ số tàu chiến và hải cảnh ra Biển Đông, phía Việt Nam cũng chỉ chiếm một phần nhỏ so với tổng lượng tàu chiến của hải cảnh Trung Quốc, chưa kể hàng chục ngàn tàu thương mại dân sự, tức tàu cá bọc thép của Bắc Kinh, tung ra như một đòn chiến thuật biển vào những lúc không cần có tàu chiến. Hải quân Việt Nam sẽ khó lòng cầm cự được lâu nếu nổ ra chiến tranh ở Biển Đông. Còn nếu xét về mặt ý chí hải quân bám bờ trong suốt thời gian nhiều năm qua thì chẳng có hy vọng gì hải quân Việt Nam dám can đảm chống cự với tàu Trung Quốc khi bị tấn công. Thậm chí cảnh bỏ của chạy lấy người còn có thể lan tỏa và lan rộng đúng theo phương cách chống giặc bằng cờ mà giới chính phủ Cộng sản Việt Nam đang đốc thúc phát 1 triệu lá cờ đỏ sao vàng cho ngư dân để bám biển. Trong lúc đó, bài toán đối tác chiến lược với Hoa Kỳ, đối trọng quân sự duy nhất với Trung Quốc ở Biển Đông vẫn cứ y ra đó, bởi những quan chức Việt Nam chết đến đít vẫn còn kiêu căng hậm hĩnh, Mỹ cần Việt Nam hơn Việt Nam cần Mỹ. Cùng lúc đẩy số phận của Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản của ông ta từ những người khốn khổ trở thành những kẻ khốn cùng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.